Diệu hiên hân hạnh đồng hành cùng quý vị trong tin nhanh năm phục hôm nay 22 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Theo ghi nhận tại hiện trường tại bãi tạm xã Phủ Thuần, huyện Phủ Văn, giáp ranh bãi tạm Thuần An thành phố Huế, tình trạng sạt lở biển với mức độ nghiêm trọng với chiều dài khoảng 300 m, tỉnh từ bờ đế ngầm ăn sâu vào đất liền hơn 100 m. Đến sáng hôm nay, đoàn tư mẹp chân kè bờ thôn Tân An lên hướng phương Thuần An khoảng 150 m, bờ biển bị sạt lở, biển ăn sâu vào đất liền khoảng 50 m gần sạt đường ngang đi bộ của bãi tắm. Từ vị trí cách mẹp chân kè, bờ thôn Tân An 150 m lên dạp sanh giới phương Thuần An, chiều dài khoảng 150 m bờ biển bị sạt lở cực kỳ nghiêm trọng, biển ăn sâu vào đất liền khoảng 100 m đã phá hỏng vỉa hè đường đi bộ của đường ngang nội bộ bãi tắm, làm các gốc dương trên vỉa hè có nguy cơ ngã đổ. Ngay trong chiều nay 22 tháng 10, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng và phương tiện ngay trong chiều nay tập trung các phương án gia cố, ngăn chặn việc xâm thực sâu vào trong để bảo vệ các công trình hạ tầng cũng như an toàn cho người dân sống tại khu vực này. Trong hai ngày tới, tập trung xử lý các điểm sạt lở với chiều dài khoảng 300 m Tỉnh cũng sẽ có những đánh giá cũng như phương án tổng thể đảm bảo an toàn chống sạt lở cho khu vực này. Hôm qua 21 tháng 10, mưa lớn đã làm nhiều khu vực dân cư bị ngập ủng cục bộ với dòng nước chảy xiết tuy nhiên vẫn còn một số người dân khả chủ quan trượt dòng nước lũ. Một đoạn clip các từ video livestream của người dân cho thấy, tại khu vực An Thị, đền đường Lê Trường, thị trấn Phủ Lộc, nước chảy mạnh cao gần 1 mét, nhưng người đàn ông vẫn cộng một bé gái tầm hơn 1 tuổi cắt ngang qua dòng nước, trượt sự chứng kiến của một số người dân ở đó. Rất may, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Mong rằng người dân cần hết sức cẩn trọng bởi tai nạn trong những trường hợp như thế này rất dễ xảy ra. Hiện chỉ 9% thuốc mới có mặt ở Việt Nam trong vòng 10 năm, thấp hơn mức 20% của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Vì thế, việc sửa luật dược được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiếp cận thuốc mới nhanh hơn. Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo là bước đầu quy định về cơ chế tham chiếu trong đăng ký lưu hành nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước, giúp rút ngắn thời gian thẩm định. Bộ Giáo dục yêu cầu các trường đại học thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Vương Tận Việt, tức Thường tòa Thích Chân Quang, sau khi xác định bằng cấp 3 của ông không hợp pháp. Kết quả được đưa ra sau khi Bộ xem xét kỹ lưỡng quá trình đào tạo, đồng thời phối hợp với cả cơ quan chức năng xác minh bằng cấp của ông Vương Tận Việt, 65 tuổi. Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học liên quan khẩn trương thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Vương Tận Việt, đồng thời ra soát quyết trình đào tạo để tránh xảy ra cả trường hợp tương tự. Theo lãnh đạo cục thủ y tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cùng chính là nơi dịch tả lợn châu phi đang có nguy cơ bùng phát mạnh nhất. 26 địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3 có 731 ổ dịch với số lợn mắc bệnh là gần 53.500 con, số lợn chết và thiếu hủy là 53.571 con. Cùng với đó, tại các địa phương này còn có 21 ổ dịch lợn mồm long móng, 21 ổ dịch viêm da nội cục, 2 ổ dịch cùng da cầm, 15 ổ dịch bệnh dạy với hàng nghìn con gia súc da cầm phải tiêu hủy. giá cao tươi đang trên đà lao dốc sau khi tăng chóng mặt và sạc lập kỷ lục. Nguyên nhân được cho là các thương lái phía Trung Quốc hàng chế nhập khẩu. Cách đây vài ngày, giá cao tươi là 80.000 đồng 1 kg, hiện chỉ còn 60.000 đồng 1 kg. Câu chuyện giả cao vù này lên đỉnh rồi bất ngờ giảm mạnh đã cho thấy sự bất trắc đầy rủi ro từ nhiều năm nay khi mặt hàng cao trong nước tuy có nhiều vùng trồng, song chỉ có duy nhất một đầu ra là thị trường Trung Quốc. Bởi vậy, lời giải cho bài toán cây cao trước sau vẫn phải là bài toán xuất khẩu triển ngạch như đã từng làm với các loài quả khác của Việt Nam mới mong tính toán hiệu quả. Thống kê của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV đến thời điểm này, 322 cả thể gấu đã được người dân từ nguyện bàn giao cho cơ quan nhà nước và chuyển tới Trung tâm Cửu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội và cả khu bảo tồn gấu trên cả nước từ 4.300 cá thể gấu bị nuôi nhốt trái phép để lấy mật vào năm 2005. Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 192 cá thể, giảm hơn 95%. Hiện đã có 46 trên 63 tỉnh thành không còn gấu bị nuôi nhốt. Liên quan đến vụ hồn chuyển khiến hai người chết và một người bị thương nặng tại tỉnh Quảng Bình gây xôn xao dư luận, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã xác quyết định khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng và khởi tố ba bị can liên quan. Trước đó, công an đã truy xét và triệu tập 11 đối tượng liên quan cùng chủ tại huyện Bộ Trạch. Quá trình điều tra xác định nhóm 4 thanh niên cùng chủ tại xã Quảng Thiên, thị xã Ba Đồn. Khi đi đến Quảng An tại địa bàn xã Hưng Trạch, huyện Bộ Trạch thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm 4 thanh niên địa phương. Nhóm thanh niên địa phương đã gọi thêm 7 thanh niên khác mang theo hung khí. Khi nhóm thanh niên chủ tại thị xã Ba Đồn rơi khỏi quán thì bị nhóm thanh niên trụ tại Bộ Trạch rượt đuổi, dùng hung khí chém vào tay của thanh niên điều khiển xe máy, làm xe mất lái, đâm vào cục điện. Hậu quả, một thanh niên tử vong tại chỗ, một thanh niên được đưa đi cấp cứu thì tử vong, một thanh niên khác bị thương nặng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh năm phút hôm nay của Đài Phát Thanh và Trường hình Tây Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.